Cô gái này đến từ sao Miu, cách trái đất 12 tỷ năm ánh sáng. Hello, tôi là Miu Miu đây. Miu Miu, tôi là tình nguyện viên tới từ dịch vụ hỗ trợ gia đình khẩn cấp. Nếu Miu Miu ở đây thì tốt rồi. Meow. Hôm nay cô cũng vất vả rồi, thôi mau về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Về nhà. À. Thì đây chính là nhà tôi đó. Anh biết em làm cảnh sát bận lắm, có nhiệm vụ bất cứ lúc nào anh dựa vào em sao? Thì bây giờ đâu phải chỉ có một mình em bận, dạo này anh cũng rất bận, anh phải làm mấy thí nghiệm của anh đó. Nè, anh làm gì vậy? 10 năm trước đuổi tôi tới bây giờ, bọn cô tưởng chạy marathon sao? Thả tôi ra. Điều mà tôi cần nhất là nghĩ những gì họ nghĩ, làm cho cuộc sống của cả gia đình họ tốt đẹp, hạnh phúc. Trời. Nếu như không có cô thì nghiên cứu này của tôi sẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở giai đoạn lý thuyết mà thôi, hoàn toàn không thể đột phá được. Miu à, cảm ơn cô nhiều lắm. Chỉ bán ý tưởng của Garfield thôi cũng được lắm đó. Tôi chính là muốn giới thiệu thiên tài như anh cho người của cả thế giới này biết. Tôi không thể lợi dụng những khoa học mà phía sau không có thực nghiệm thực sự cho người ta đi đầu tư cho tôi nữa. Anh nên cẩn thận với cô Natasha đó thì hơn. Cứ sáp lại gần anh rồi tỏa ra mấy cái pheromone đó. Anh cũng biết, đối với mấy cái này phụ nữ nhạy cảm lắm. Sao hết nước nóng rồi? Nói đi, anh đang tiêu hủy chứng cứ phạm tội đúng không? Cô có từng nghĩ tới gia nhập vào gia đình người ta với thân phận một con người có hậu quả nghiêm trọng sao không? Hai người đang làm cái gì vậy hả? Tiêu Dao, tôi cũng sẽ bất chấp tất cả bảo vệ lãnh thổ và sự tôn nghiêm của mình. Không có ai được xâm phạm. Nếu như Kate còn nghi ngờ mình thì liệu có đập mình như đập dán hay không ta? Một nhà vật lý say mê khoa học, một cô vợ cảnh sát quá cứng đầu, một người sao Miu yêu thích trái đất, cùng bị cuốn vào hố đen của câu chuyện ly kỳ nhất trong vũ trụ. Bộ phim Cô gái đến từ sao Miu phát sóng lúc 21 giờ ngày 9 tháng 1, chỉ có trên SCTV 9.